thú lành thai. Con thành công đức tăng, truyền quy ngũ giới đến hàng Phật. Nhật Quỳnh xin tràng. Nam mô Bích Tha Hà Giá. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có cô tu nữ tại duyên trước mái. Nhưng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Nam mô Bích Tha Hà Giá. Dạ, cô có nay càng chúng ta sẽ được Đại Đức Pháp Tịch giảng Di Diệu Pháp sơ cấp. Dạ, kính mời cô thay mặt đạo tràng để cung thỉnh pháp sư. Dạ, cảm ơn Xích Hoa Nguyệt. Dạ, kính mời cô ạ. Dạ, sa thú lần thay. Dạ, kính cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Tha Giá. Con thành kính ảnh lễ Sư Tôn Đức Tăng, kính lễ thần tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tinh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý tiền nam tín nữ. Và giờ này là giờ cung thỉnh pháp sư. Kính mời đạo tràng cùng tự nhiên lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma chaloka thi bhati sahamati katanchali antaram ayachatham santi thasatambarachakachatika. Để giới tu thầm mặn anu cầm phim mặn ba chân sa thầm ma phê điên vì na dân cha cả dân su tánh cha bàn áp phi thầm mà chấm mặn. À cô ta nhân tô cha tu sát cha đăng đăng mà bố tha này về Parisa Yamachen e quang sam ba ti cầm ma và gawan tăng ngã ya cha tha tùng hi pha quê na tăng bu thô ca dun như na thi và sa ya tan ha u tha ya ba đề na mi ga da yang ta to ga to bành cha wa ya na yo nay ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu tho a nu na tham ma de sa nang
Magawasa ni de se si Satta nang ngak tha sức tha căng Tê nang sa thu ai yô phản tê Đề xê tu thăm mà đề xa năng Sạc bà di tha bà vi xa ya Anu cam bằng đi cả ta quê Phạm thiên vân ngậm ngùi thân khoan Phật nhận lời những chẳng gì hơi Quyết lòng mở đạo dạy đời Nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy thính giữ pháp từ Đó là nhóm Kiều Trần Như Được nêm hương vị hữu dư niết bàn Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn Toàn lòng thôi không mòn Những điều lợi ích hằng còn lâu năm Cả tam giới thừa ân phổ cập Đám mưa lành rơi khắp thế gian Bởi nhân cơ tích rõ ràng Thịnh Ngài thuyết pháp nói đàn tự bi Chúng sanh ngồi khắp chốn ni Tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn Và Nam Mô Bụt Thaya Con đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư vừa xong Và bây giờ không biết là Đại Đức Pháp Tính có trước máy không? Con xin thay mặt Đạo Tràng Tính Cung Thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi Hoan Hỷ đăng đàn thuyết giảng cho chúng con hôm nay. Dạ, kính dâng đức đến sư. Dạ, alo alo, Nhật Quỳnh cần nghe âm thanh của Duyên không? Không biết là Đại Đức Pháp Tính có trước máy không? Dạ, cảm ơn sư thần âm nay có biết nghe rõ. Dạ, nghe rồi rồi vậy Đại Đức Pháp Tính có trước máy không? Nếu mà dạ dạ, có thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Tính. Dạ. Tự nhiên đã cung thỉnh Pháp Sư vừa xong. Bây giờ là kính mời Đại Đức Pháp Tính Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sangkhaya. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Đạt cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục với giáo trình
vì diệu pháp căn căn bản. Chúng ta vừa học dứt được cái phần bất thiện yêu hiệp, hôm nay thì chúng ta sẽ qua phần kế tiếp là tạp lậu yêu hiệp, là Misakka Sangha. Vậy thì tạp lậu yêu hiệp, đúng rồi, Misakka Sangha. Vậy thì trước khi đi vào bài giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang appivademe sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatibbanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokassa. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ, đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư. Con cũng thỉnh sư cầm bích trở lại. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ, cảm ơn sang đông. Dạ, quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Và xin chia điều phước này với quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Và bây giờ quý vị nghe âm thanh tốt chưa? Tốt chưa? Dạ, rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta học đến cái phần tạp lậu yếu hiệp. Tạp lậu yếu hiệp này, tại sao mà gọi là tạp lậu yếu hiệp? Có nghĩa là trong cái bốn pháp mà chúng ta học ở trong cái kỳ này, thì đó là cái nhóm pháp hỗn hợp, nhóm pháp hỗn hợp. Thành ra đó, ở trong đó đó, nó có cả thiện pháp và bất thiện pháp. Thì đối với cái kỳ rồi, trong thời gian vừa qua đó, mình học về bất thiện yếu hiệp đó, thì ở trong đó chỉ là những cái pháp bất thiện không, những cái pháp bất thiện không. Thành ra đó, những cái pháp đó, đó nó còn được gọi là Bahā Tappadhamma, có nghĩa là cái pháp cần đoạn trừ. Còn bây giờ thì chúng ta bước qua cái chương này, chúng ta học về tạp lậu yếu hiệp. Thì cái tạp lậu yếu hiệp này á, trong đó nó có cả pháp thiện và pháp bất thiện đó. Vậy thì ở trong cái phần pháp này á, là cái pháp mà chúng ta cần phải biến tri Parinyaya Dhamma, nó có nghĩa là những cái pháp này chúng ta cần phải biến tri, chúng ta cần phải biết nó để mà chúng ta biết pháp để mà chúng ta tu tập. Thành ra đó, như vậy á, nên mới gọi là bất thiện, dạ xin lỗi, gọi là hỗn hợp hay là tạp lậu yếu hiệp. Ở trong cái chữ cái cụm từ Misakka là có nghĩa là hỗn hợp hay là pha trộn, hỗn hợp hay là pha trộn đó. Chúng ta thấy cái chữ này nó hơi lạ lạ ha quý vị, nhưng mà khi mà chúng ta biết nó được rồi thì nó sẽ làm cho chúng ta hiểu được những cái pháp ở trong đây. Chứ hồi lúc trước đó thì chúng tôi học về tạp lậu yếu hiệp đó, thì mình cũng không biết tại sao cái này kêu là tạp lậu, nhưng mà bây giờ thì mình
do mình đi kiếm từ ngữ, mình biết là những cái pháp này là những cái pháp pha trộn. Pha trộn này không phải là mình lấy pháp bất thiện mà mình trộn vô cái pháp thiện nha quý vị, nó không phải là như vậy. Có nghĩa là khi mà mình học, thí dụ như mình học về những cái tứ trưởng, hoặc là mình đến chừng mình học đến những cái chi thiền, thì ở trong đó đó nó cũng có liên quan đến cái phần bất thiện và thiện nữa đó. Thành ra đó, chứ chúng ta đừng có nghe cái chữ pha trộn ở trong đó rồi chúng ta tưởng rằng là pháp bất thiện mà đem hòa tan trộn với cái pháp pháp thiện là không có phải. Cũng như thí dụ như bây giờ mà mình nói về cái bài pháp đầu tiên là lục nhân đi, nói về nhân đi, thì ở trong đó thì nó có nhân nhân bất thiện sanh ở trong tâm bất thiện, nhân thiện sanh ở trong tâm thiện đó. Thì có nghĩa là ở trong phần mình học về nhân thì có nhân bất thiện và nhân thiện ở trong đó nữa. Thành ra đó mới gọi là tạp lỗi yếu hiệp, là cái sự pha trộn, chứ không thôi đó thì chúng ta hiểu lầm. Chúng ta nghe nói ở trong kinh tạng nói là pháp bất thiện với pháp thiện nó cách xa như bờ này và bờ bên kia, thì bây giờ tự nhiên sao mà mình nói mình học là pha trộn, thì cái pha trộn này không phải, không phải là như nước mà với sữa, pháp thiện với pháp bất thiện không có pha trộn, nước sôi với sữa mà nó hòa tan với nhau được. Chúng ta hiểu như vậy là nó sẽ lầm. Hoặc là những cái pháp này á, có khi á, nó là thiện, có khi á, nó cũng là bất thiện, có khi nó cũng không là thiện không là bất thiện, mà nó thuộc về pháp vô ký. Thí dụ như quý vị thấy rằng quý vị thấy rằng đối với cái nhân vô tham, vô sân, vô si, thì có lúc á, là nó nằm ở trong đó quý vị, trong tâm thiện. Tâm thiện thì lúc đó nó là pháp thiện, có khi nó sanh ở trong tâm vô ký. Tâm vô ký là tâm của những vị a la hán, thì lúc đó nó trở thành cái pháp vô ký đó. Tuy rằng những cái pháp đó nó có về cái đặc tính, những cái đặc tính như nó thuộc về thiện, hoặc là có cái pháp mà nó thuộc về bất thiện, có pháp nó thuộc về vô ký đó, nhưng mà khi mà nó sanh ở trong tâm nào thì chúng ta sẽ định nghĩa và chúng ta sẽ biết nó được là nó nằm ở đâu đó. Thành ra đó mình gọi là tạp lỗi yếu hiệp. Vậy thì trong cái tạp lỗi yếu hiệp thì chúng ta có 7 phần, chúng ta có 7 phần. Phần thứ nhất á, là học về nhân, lục nhân hy tú. Phần thứ hai á, học về thất chi thiền. Phần thứ ba đó là thập nhị chi đạo. Nam mô Bích Hà dạ. Dạ chúng con không còn nghe âm thanh của sư, con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn Dạng Đông. Dạ con kính nhân mic đến sư ạ. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát sư bị rớt mít rồi, quý vị khỏi chạy ra chạy vào. Dạ cô Tuệ Duyên nè, Vân 71 nè, khỏi chạy ra chạy vào. Dạ tại vì sư rớt mít rồi đạo tràng. Dạ cái bánh thót hôm nay nó lạ lắm, Nhật Vinh cầm mít cũng vậy, giờ phải nhìn cái mirror. Chứ hãy mà chỉ cần một vị nào phốt cái gì lên cái là rớt liền. Dạ nó mong bích hai giá. Dạ con
Thấy sư trở lại đạo tràng rồi, con thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư, và con kính bạch với sư cái manh thoát, không biết bên sư có giống như bên con không, mà hả chỉ cần ai khuất cái gì lên là mình rất bích liền hả bạch sư. Dạ nè sư, thỉnh thoảng sư nhìn vô cái màn hình của sư thể sư thấy rất bích thì sư lượm lên sư cầm lại bạch sư. Dạ con kính dân bích đến sư ạ. Dạ sư lại rớt mít nữa rồi, rớt ngắt nữa rồi quý vị ơi. Quý vị quan hỷ chờ trong giây lát ạ. Dạ con xin được xuống mít ạ. Trong khi chờ đợi để con chào đạo tràng đi, để ở trong đạo tràng tưởng đâu là máy của mình có vấn đề. Dạ con thấy sư trở lại đạo tràng rồi, con kính nhân mít đến đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Kính nhân đến sư ạ. Dạ, quý vị có nghe lại được âm thanh của tôi chưa? Dạ, rồi, cảm ơn quý vị. Vậy thì ở trong ngày hôm nay đó là chúng ta học về nhân. À, nhân ở đây á, có nghĩa là cái gì quý vị? Nhân có nghĩa là cái động lực, là cái động lực để mà tạo ra một cái gì đó, là tạo ra một cái gì đó nó khác, là tạo ra một cái gì đó nó khác. Bây giờ là chúng ta thí dụ như là chúng bây giờ do cái người đó phạm tội nên bị đánh ba roi, là do cái người đó phạm tội nên bị đánh ba roi. Vậy thì cái chỗ mà phạm tội đó thì mình gọi là nhân, là thì cái mà bị đánh ba roi hay là bị cái hình phạt á thì coi như là cái đó là quả đó. Thì nhân ở đây đó mình học đó, là nó được gọi là nó với cái ý nghĩa đó đó đó, hoặc là do mình học giỏi nên mình được lãnh thưởng, thì cái sự mà học giỏi đó, là coi như là cái đó là nó thuộc về nhân, nó thuộc về cái động lực đó, thành ra nó gọi là nhân đó. Thì ở trong cái phần mà chúng ta học ở đây đó, chúng ta học về nhân tương ưng, nhân tương ưng có nghĩa là có, hay là còn gọi là hê tú, nhân tương ưng có nghĩa là những cái nhân này á, nó làm cái chỗ căn bản, nó là cái chỗ căn bản để từ đó mới tạo ra cái kết quả đau khổ hay là an lạc đó. Thành ra chúng ta gọi cái đó là nhân tương ưng. Còn những cái nhân khác á, nó cũng có quý vị. Ví dụ như là nhân duyên đi, là nhân duyên ví dụ như là quý vị thấy rằng do mình cây nó lớn, là cây nó được xanh tốt đồ này kia, thì nó được cái nhân duyên á, nó được cái điều kiện là chắc là cái người đó người ta chăm bón, người ta chăm bón nó tốt. Ví dụ như người ta bón phân hoặc là người ta tưới nước nó tốt này kia, thì cái trường hợp đó nó không gọi là nhân nhân, nó không gọi là nhân nhân như mình học, mà nó gọi là nhân duyên. Do cái nhân duyên, do cái điều kiện tôi tưới cây rồi đó, tôi tưới cây rồi tôi lo bón phân đồ này kia, thành ra cây nó tốt, thì cái đó gọi là nhân duyên. Vậy thì cái bài mình học ngày hôm nay á, chỉ nằm ở trong cái phần mà hê tú có nghĩa là nhân nhân, hoặc là nhân tương ưng. Nhân tương ưng ở đây á, là có nghĩa là
cái gì quý vị? Là chỉ cho những cái thành phần căn bản nào, là những cái thành phần căn bản nào nó có ở trong đó, là để mà nó cho mình là có cái hành động và có cái kết quả. Thành ra lúc đó gọi là nhân tương ưng, là nhân tương ưng. Vậy thì ở trong cái phần nhân này đó, là chúng ta học đó, là có bao nhiêu nhân, là có bao nhiêu nhân. Nói lấy theo cái ý chính, là lấy theo cái ý chính, chúng ta có bao nhiêu nhân quý vị? Là lấy theo cái ý chính. Thôi bây giờ chúng ta kể hết các loại nhân đi, là các loại nhân đi. Là nhân là cái gốc đó nha, là nhân là cái gốc đó. Rồi vậy thì chúng ta có sáu, đúng rồi. Nhân tham nè, nhân tham nè, nhân sân nè, nhân si nè, nhân vô tham nè, nhân vô sân nè, nhân vô si. Đó, đó là chúng ta có sáu cái nhân đó chính, là sáu cái nhân đó chính. Thì chúng ta sẽ, quý vị nào mà có rảnh thì đánh lên bảng giùm, là đánh lên ở trên màn hình giùm. Nhân tham nè, nhân sân nè, nhân si nè, nhân vô tham nè, nhân vô sân nè, nhân vô si nè. Rồi đó thì đối với tại sao mà có cái trường hợp ở chỗ khác là nói về chính nhân, là chính loại nhân, thì chúng ta lấy ba cái nhân sau cùng: vô tham, vô sân, vô si. Đó thì chúng ta gọi là tịnh hảo, là chúng ta gọi là ba cái nhân đó là nhân tịnh hảo. Đó thì vậy thì nhân vô tham, vô sân, vô si á, mà khi mà nó sanh ở trong tâm thiện á, là thì chúng ta gọi là nhân thiện. Là sanh ở trong tâm thiện thì chúng ta gọi là, là chúng ta gọi là nhân thiện. Là còn hãy mà nó sanh ở trong tâm vô ký, là tâm của vị A-la-hán á, thì chúng ta gọi là nhân vô ký. Là nhân vô ký nó dễ mà quý vị. Rồi giờ nó sanh ở trong tâm của chúng ta đó, lúc mà chúng ta làm thiện bố thí hoặc là đảnh lễ cung kính đó, thì lúc đó đó là nó nằm ở trong, là nó nằm ở trong tâm thiện, thì chúng ta gọi nó là nhân thiện. Còn đối với mà chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta thấy những cái vị a la hán, là những cái vị thánh nhân đó, là khi mà thiết pháp hoặc là đi trì bình khất thực đồ này kia, thì lúc đó cũng có nhân vô tham, vô sân, vô si nó sanh ở trong đó, thì lúc đó chúng ta gọi là nhân vô ký, là nhân vô ký. À, còn đối với chúng ta thì còn lâu nha, còn lâu mới có nhân vô ký, còn lâu mình mới có những cái danh từ đó. Thành ra có nhiều người đó, tại sao mà chúng tôi nói những cái điều này, thật sự ra đó, tại vì mình ở trong cái giáo pháp này đó quý vị, mình học ở trong Phật giáo nguyên thủy rồi đó, thì mình thấy không ai dám xưng mình là thánh đó. Ở đây quý vị không biết trong lớp học mình có ai dám xưng mình là thánh không? Không ai dám quý vị. Thật sự là luôn cả các vị giảng sư, luôn cả các vị giảng sư mà thuộc về mà Phật giáo nguyên thủy, thì quý vị thấy rằng không bao giờ ai mà dám xưng mình là thánh hết. Đó. Nhưng mà quý vị mà đi ra khỏi Phật giáo nguyên thủy này rồi, quý vị bây giờ đi về, đi lên núi Chưa Chan, núi Chưa Chan, núi Chán Chưa đó, rồi đi về dùng bảy núi đó, Thất Sơn bảy núi đó ở dưới miền Tây đó, rồi hoặc là quý vị đi lên núi Cấm rồi này kia, thì quý vị thấy rằng người ta xưng thánh rất là nhiều, xưng mình là thánh, là thần, là Phật đồ này kia không à. Nhưng mà ở trong Phật giáo nguyên thủy thì quý vị thấy rằng không ai dám xưng. Quý vị có nghe ai mà xưng người ta là thánh chưa, trong những vị mà Phật giáo nguyên thủy đó? Tại sao vậy quý vị? Tại vì ở trong Phật giáo nguyên thủy, quý vị thấy rằng chúng ta biết rõ ràng về giáo đức rồi. Thành ra bây giờ mình lừa người ta không được, mình lừa gạt người ta không được, thành ra không ai dám xưng. Nhiều khi bị phạm tội nặng nữa. Đó, rồi cái đó chúng tôi nói thêm thôi. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta đã biết được rồi, là nó có chín nhân cũng được, mà chúng ta nói sáu nhân cũng được, nhưng mà chúng ta phải nhớ là nếu mà tại sao nó có chín, nói sáu thì tại sao nó có sáu. Đó
Rồi, vậy thì mỗi một cái nhân vậy đó là nó được ở trong bao nhiêu tâm, là mỗi một cái nhân đó thì nó được sanh ở trong bao nhiêu tâm quý vị. Đó, bây giờ chúng ta học cái này á, đúng ra là hồi lúc trước đã học rồi, nhưng mà sẵn học cái bài này chúng tôi ôn lại cho quý vị thôi, mà chúng tôi nghĩ cũng rất là hay. Mình bỏ qua thì nó cũng ổn, hoặc mình lướt qua cũng ổn. Bây giờ cái nhân đầu tiên là cái nhân tham, cái nhân đầu tiên là cái nhân tham. Nhân tham quý vị biết là chi pháp là sở hữu nào rồi phải không? Không cần nhắc lại, không cần nhắc lại. Rồi đối với cái nhân tham á, mình tìm thấy nó nằm ở trong đâu quý vị? Cái nhân tham, cái chi pháp là tâm sở tham hoặc là sở hữu tham. Rồi vậy thì nhân tham này mình tìm nó thấy ở trong đâu? Nhân tham thì thấy trong đâu quý vị? Thôi chúng tôi cũng dạy hết giờ thôi chứ không cần hết bài đó, quý vị phải đánh lên một chút xíu chứ, quý vị phải gõ là nhân tham nó sanh ở trong tâm nào. Đúng rồi, nhân tham thì nó sanh ở trong tám tham chứ không lẽ nó sanh ở trong hai tâm sân quý vị. Chúng ta phải ráng chúng ta nhớ ha. Nhân tham á, nó sanh ở trong tám cái tâm tham. Rồi vậy thì ở trong tâm tham á, là nó có, vậy thì nó có mấy nhân quý vị? Nó có mấy nhân? Ở trong tâm tham nó có mấy nhân? Bây giờ á, chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe. Bình thường á, mình biết mình ham ăn là nó xấu hổ. Nhưng mà bình thường á, mình biết mình ham ăn là nó xấu hổ phải không quý vị? Nhưng mà bây giờ bữa đó mình đi chùa, mình vừa đói bụng mà mình vừa nghe người ta nấu đồ nó nóng mà nó thơm, nó ngon nữa. Rồi bắt đầu mình vô mình ăn, ăn vội ăn vàng, ăn vội ăn vàng. Mình ăn mà mình không có để ý, thí dụ như mình ăn là mình hít hà. Nhưng mà chúng tôi nói á, là bình thường là cái tâm của mình á, là thật sự ra nó là mình rất là kỹ, mình kỹ về cái chuyện đó. Mình ăn mình có ý tứ, mình để ý đàng hoàng, mình sợ là mình sợ người ta nói mình cái này cái kia. Nhưng mà bữa đó là mình tự nhiên là cái mình vô mình ăn một cách nó rất là dội dàng. Thì tại sao vậy quý vị? Tại vì lúc đó nó có một cái gì sanh ở trong tâm tham mà để mà nó che lại những cái thực tính để mà nó tác động mình làm chuyện đó. Đó thì tại sao vậy? Tại sao bình thường tôi không có tham? Đó, đúng rồi, nó có si nè. Nó có gọi là lấy bốn anh chàng đó luôn. Biến hành. Bốn cái anh chàng bất thiện biến hành. Đó, si vô tàm vô quý phóng dật. Si vô tàm vô quý phóng dật. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời này có nhiều lúc đó, mình biết pháp quý vị, mình tu tập mình biết pháp, mình không muốn mình phạm tội, mình không muốn mình bị phạm tội, hoặc là mình không muốn mình phạm giới, hoặc là quý vị không muốn quý vị quán về vô thường. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật khỏi mang, thế nào tránh thoát đặng an mạng lành. Có nghĩa là quý vị đã từng tỉnh táo, mình đã từng đọc tụng những cái bài đó nó thuộc lòng, mà ngày nào cũng tụng luôn, mà tự nhiên hôm nay là mình khởi lên cái tâm tham, hoặc là một cái mình tham để mà mình chiếm đoạt đất đai, hoặc là mình chiếm đoạt nhà cửa ruộng vườn vân vân. Mà mình biết rằng là mình chỉ sống giỏi lắm đó, là 20-30 năm nữa mình chết thôi. Đó mà tự nhiên là mình ra tay một cách tàn nhẫn, độc ác. Đó thì tại sao mà lúc đó mình tham? Tại vì si nè, vô tàm nè, vô quý nè, phóng dật nè. Si nó che mờ thực tính, nó thấy mình sống thường, mình sống chắc 800 năm nữa. Đó, rồi tàm thì nó không có xấu hổ, không có xấu hổ gì hết đó. Bây giờ đất của ông cha mình để lại là bây giờ mình phải tranh thủ, mình lấy lại, mình chiếm lại. Đó, mình không có xấu hổ gì, bắt đầu muốn cãi là cãi, muốn đánh là đánh liền. Đó, rồi mình cũng không có ghê sợ với tội lỗi gì hết. Chết bỏ, vô tù ngồi không sao.
Đó thì si vô tàng, si nó che lại, là nó che lại cho mình thấy rằng là mình còn sống tới 100 năm nữa, mình còn, hoặc là mình sẽ có được cái tài sản này để mình đi mình hưởng thụ. Cái si á nó che, là nguyên một cái màn đen nó che lại. Rồi vô tàm nó làm cho mình không có xấu hổ. Rồi vô ý nó làm cho mình thấy cái gì là tội lỗi đó. Bây giờ đất này là mình phải chiếm đoạt được, bây giờ là coi như là 1 mét vuông là nó tới 40 triệu 1 mét vuông lận, là coi như là mình không có còn sợ gì hết. Một mình vô trong kia là phải chiếm lại cho được đó. Thì cái si vô tàm vô quý này nó ở trong cái bất thiện biến hành, rồi nó cộng thêm cái phóng đó, mình suy nghĩ tới cái này, suy nghĩ tới cái kia đó, thành ra chính vì vậy nó mới tác động mình. Mình lúc đó tuy rằng mình biết, mình biết buôn bán cái đó là ở tù hoặc là tội lỗi, chiếm đoạt cái đó là nó sẽ xảy ra đổ máu vân vân, nhưng mà mình cũng là do si vô tàm vô quý đó. Tại sao mà chúng tôi nhấn này, thì vậy thì quý vị tìm ra được cái nhân kế tiếp chưa? Trong tâm tham có cái nhân tham ở trong đó, trong tâm tham chắc cái nhân tham trong đó rồi, rồi nó thêm cái nhân nào nữa? Nó thêm cái nhân nào nữa quý vị? Nó thêm cái nhân nào nữa quý vị? Dạ thì nó thêm thêm cái nhân si nữa đó. Chúng tôi giảng một giây mà quý vị mà không hiểu nữa là coi như là chết luôn rồi đó. Đó vậy thì mình kết hợp lại đó, thì mình là trong tâm tham á, một cái tâm tham nó sanh lên đó. Thì chúng ta quý vị nhớ hồi lúc trước là chúng tôi chỉ quý vị chưa, đó tâm tham nó sanh lên mà mình muốn tìm nó coi nó có cái gì ở trong đó, có cái gì trong đó. 13 sở hữu tự tha đối với tâm tham thọ hỷ, bây giờ mình nói chung là 8 tâm tham đi, 10 một cái 8 cái tâm tham này nếu mà nó sanh lên đó, là chúng ta trong 13 sở hữu tự tha chúng ta lấy hết. Mình cái này là mình nói chung, chứ đối với tham thọ hỷ và tâm thọ xả đó thì lượt mình bớt ra, cái thì mình giữ nguyên, cái thì mình phải bớt ra đó. Nhưng mà bây giờ mình lấy chung số chung thì 13 sở hữu tự tha mình lấy hết nè, rồi bốn cái si phần bất thiện biến hành, mà bất thiện biến hành quý vị nhớ bất thiện biến hành không? Bất thiện biến hành thì tâm nào là tâm bất thiện thì nó có trong đó hết, lấy hết rồi đến đến tham phần. Đến tham phần, tham, ngã mạn, tà kiến, lấy hết. Tham, ngã mạn, tà kiến lấy hết. Rồi hôn trầm thị miên, hôn phần lấy vô luôn. Vậy thì lúc đó là chúng ta có 21 21 tâm sở trong đó. Thành ra chúng ta nhìn những cái sở hữu mà nó sanh ở trong đó thì chúng ta sẽ biết, chúng ta sẽ biết là cái tâm tham đó, tâm tham đó nó có mấy nhân ở trong đó. Thì tâm tham nó có 2 nhân, nhân sân và nhân si đó. Thì chính chúng ta học về những cái điều này đó thì chúng ta mới biết là tại sao mà ở trong cái cuộc đời này đó, có nhiều khi mình biết cái sự tham đó nó là bất thiện, tham đó nó sẽ dẫn đến cái tội lỗi đồ này kia, mà tại sao mà bình thường mà mình biết mà lúc xảy ra chuyện á thì mình không dừng lại được, mình vẫn đi tới. Thì chúng ta mới biết được là si vô tàm vô quý phóng dật, si vô tàm vô quý phóng dật đó. Lúc này bất thiện này nó sanh lên rồi đó, là chúng ta thấy rằng không là nó coi như là nó che khuất cái thực tánh. Thật ra đó, chúng tôi nói cho quý vị nghe, không phải là chúng tôi nói bậy, không phải là chúng tôi nói bậy, nhưng mà mình do những cái trường hợp, những cái thí dụ này á, mình mới thấy rõ ràng là cái tâm si, cái sở hữu si đó, cái sở hữu si, xin lỗi, cái sở hữu si á, nó rất là ghê, có nghĩa là nó che cái thực tính, nó che cái thực tính,
Nó làm cho chúng ta không nhận ra được cái thực tính. Cũng như quý vị, chúng tôi không phải là chúng tôi nói bậy, nhưng mà chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe để mà mình hiểu rõ về cái sở hữu si này, cái sở hữu si này. Cũng như quý vị thấy rằng, thí dụ như một cái người đàn ông với một cái người đàn bà đi, mà hai cái người đó, hoặc là một trong hai người đó, người ta bị sứt môi, người ta bị sứt môi đi, thì quý vị thấy rằng mình do mình có cái môi mình che cái hàm răng mình lại, mình mới thấy nó còn cái thực tính nó đẹp không quý vị. Đó, thành ra mà đối với cái người sứt môi, với cái người sứt môi mà tại sao mà người ta hôn nhau được, mình thì mình nhìn là mình ớn à, mình nhìn là mình ớn rồi. Nhưng mà do cái tại sao mà người ta hôn nhau được đó, thì do cái sở hữu si này nè quý vị. Cái sở hữu si này nè, lúc đó đó nó cho mình thấy rằng cái đó nó che nó che dạ con thỉnh sư cầm bích trở lại ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát ạ. Sư lại rất mít tiếp rồi. Nam mô Bụt Thầy dạ. Mình chào Như Quang, nãy giờ thấy Như Quang trong đạo tràng không kịp chào. Dạ con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng. Biết cái đầu con bữa nay, cái đầu và cái tai con nó không có chịu làm việc với nhau, nó không có chịu hợp tác với nhau, nên con làm nhiều điều sai lắm. Dạ con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng. Dạ đúng vậy, đã nắng chiều thật sự là cái đầu và cái tai của Nhật Quỳnh nó không chịu hợp tác. Dạ thì nãy giờ đó Nhật Quỳnh gửi bài cho Quỳnh quá thanh á, nó bị sai tới sai lui, sai xuôi sai ngược, không biết tại sao. Dạ chắc có lẽ là bị phiền não chi phối. Dạ Nhật Quỳnh cầm mic chút để chờ chờ sư trở vào đạo tràng. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ. Dạ kính, dạ con thấy sư tràn giặc dạ, vào đạo tràng trở lại rồi, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ hình như là đúng là cái cuộc đời này nó không như ước mơ. Cái cuộc đời này không như ước mơ thì đúng thiệt quý vị. Thật ra hôm nay cái tâm của chúng tôi rất là hoan hỷ, tại vì hầu như trong cái mùa dịch này không có đi đâu hết, không có được ai mời đi cúng, đi tụng kinh, đi trang tăng, đi giảng. Thật ra nó có thời gian, quý vị có thời gian coi kinh, coi sách lại rồi mình thấy nó hoan hỷ, mình muốn giảng cho hội chúng nghe, mà tự nhiên là nãy giờ nó bị như vậy riết đó. Thì trở cái vấn đề mà chúng tôi nói cho quý vị, đang nói cho quý vị nghe đó, chúng có nhiều khi mình bị thắc mắc, là không biết tại sao mà mình biết là cái đó nó là bất thiện, mà có lúc mà vô thì quý vị cứ nhớ nha, là cứ nhớ là bất thiện biến hành si vô tàm vô quý phóng dật. Đó hồi nãy chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe rồi, si này nó che đến cái tâm tham hoặc là cái tâm sân của mình mà nó sanh lên đó, là chúng tôi nói là cái si này nó che bít luôn đó. Đối với những cái pháp mà nó thuộc về bất tịnh mà chúng ta thấy là tịnh đó, rồi mình bất chấp, lúc đó mình không có
xấu hổ, mình không có ghê sợ gì với tội lỗi đó, mình không có ghê sợ cái gì hết đó, là si vô tà vui. Rồi bắt đầu phóng dật, phóng dật nó cho mình chụp cảnh này, làm cái này, làm cái kia. Đó, chính vì vậy đó mà chúng ta mới sanh lên cái tầm tham. Bây giờ chúng tôi hỏi dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát, khi lại té tiếp rồi quý vị ơi. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có một điều như gì, chính mong đạo tràng cho xin ý kiến ạ. Hình như cái bài thóp hôm nay rất là yếu đuối, dạ, nên hãy mình chát một câu lên là sư rất bích liền. Dạ, quý vị có thấy như vậy hay không? Tại vì bản thân của Nhật Quỳnh là bị y như vậy, chỉ cần có một câu chát lên thôi là Nhật Quỳnh tới cái đùng. Dạ, nên là Nhật Quỳnh phải nhìn. Dạ, Nhật Quỳnh. Dạ, đúng rồi. Dạ, nên Nhật Quỳnh cứ cầm mic là phải nhìn hoài, nhìn hoài trong cái mic của Nhật Quỳnh. Thấy Nhật Quỳnh thấy nó rớt, Nhật Quỳnh lượm lên. Nhật Quỳnh thấy nó rớt, Nhật Quỳnh lượm lên. Thành ra đó là sư, nhiều khi sư chăm chú giảng bài. Dạ, đúng rồi. Sư gia chăm chú giảng bài nên sư nhắm mắt, sư đâu có nhìn màn hình đâu, nên sư té cái đụng, sư chưa hay nữa. À, thành ra Nhật Quỳnh phải cầm mic để bạch với sư, chứ mở mắt đâu mà sư thấy mình chát. Dạ, nên nó là rất là khổ quý vị. Thôi thì chắc tại cái con dịch cái nàng sẩm này á, nên là ảnh hưởng chung nha, nó ăn vô tới banh thoát luôn. Nên là vậy quý vị hoan hỷ nha, chờ trong giây lát sư sẽ mất tiêu luôn rồi. Dạ, để Nhật Quỳnh coi coi rồi sư dạ, bản thân thì Nhật Quỳnh thấy của Nhật Quỳnh là bị vậy, mà không biết bên sư có bị như vậy hay không thì Nhật Quỳnh không biết. Dạ, nên mong đạo tràng nha. Dạ, thôi bây giờ con sợ là con mà bỏ mít xuống là ở đạo tràng chạy mất tiêu hết. Đi hà sa là hôm nay có nhiều vị vào đạo tràng rất là hoan hỷ, mà như lúc nãy đúng rồi, cũng có lý á. Để con có lý hoa sa la, nhưng mà dùng banh thoát mới thì Nhật Quỳnh không có biết dùng. Dạ, mà Nhật Quỳnh thấy dùng banh thoát mới chữ rồi nó không có màu, nên là Nhật Quỳnh không, cũng không muốn dùng nó luôn. Này, dạ, Zalo cũng cũng có vấn đề luôn. Dạ, dùng cái banh thoát mới này đó, mới vừa té cái đụng nữa rồi. Dạ, mà không biết là banh thoát mới thì Quỳnh thấy chữ nó không có đổi màu được, không biết là hoa sa la có thể giúp giùm như Quỳnh vấn đề đó luôn nha. Dạ, ở báp không bị. Dạ, không sao hết. Dạ, bên Mỹ này thì bị té liên tục, không mà không biết phải tại bên Mỹ hay không nữa, mà ngay cái chỗ Nhật Quỳnh là máy của Nhật Quỳnh là té liên tục à. Dạ, cầm mít là té, cầm mít là té vậy đó. Dạ, nên là giờ phải nhìn cái mít luôn à. Dạ, hãy rớt lượm lên. Rồi quý vị ơi, đạo tràng cửa không biết ở và ở chùa Bổ Đức coi còn thấy đại đức pháp tính mất tiêu online luôn rồi. Cảm ơn hoa sa la, rồi để gặp lại sau ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Bây giờ không biết mình phải làm sao bây giờ. Dạ, bạch đại đức Tịnh Đạt,
Con thấy sư có trước máy và con, sư nghe được âm thanh của con, mà con nhìn vô cái bảng của con đó thì con không còn thấy đại đức pháp tính online nữa. Dạ, con phải làm sao bây giờ bạch sư? Sư có thể cho chúng con. Dạ đúng rồi đó, như ngày hôm qua hai ngày hôm kia gì thượng tọa Minh Hạnh cũng không vào được luôn. Dạ bên sư cũng yếu hả bạch sư? Dạ. Dạ con bởi con bây giờ quý vị trong đạo tràng có vị nào thấy mà đại đức pháp tính còn online không, hay là sư đã cái đường đường nét của sư bị lộn xộn luôn rồi? Dạ lúc nãy thì còn thấy mà mặc dù sư rất mít nhưng mà vẫn còn online, bây giờ thì mất tiêu luôn rồi. Bây giờ mình làm sao Quynh Quá Thanh á? Dạ mình làm sao để dạ đúng rồi cũng gần hết giờ luôn rồi. Dạ uổng quá hả bạch sư, bữa nay bài giảng rất là hay. Dạ mà sư cũng rất là hoan hỷ để vào giảng, mà bây giờ chắc té cái kiểu này sư vào là sư không còn để không còn có thể mà liên tục được. Kính chào khổ đế chưa vào đạo tràng, Cẩm Vân còn đó phải không? Cẩm Vân có thể lên cầm mic không? Cẩm Vân lên cầm mic có thể nói tình trạng của đại đức pháp tính không? Cẩm Vân ơi là Cẩm Vân. Dạ kính chào Sa La. Kính chào Nghi Lại. À mời Cẩm Vân tốt quá. Đường truyền của sư rất mất rồi, thôi chờ sư có vào vào không vào mình hồi hướng, chứ giờ cái đường truyền phải chịu thôi, khác cái đường của Cẩm Vân. Dạ Cẩm Vân xuống mic nha. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ vậy là cái đường của sư, đường nét của sư là khác đường của Cẩm Vân. Dạ cảm ơn rằng đồng nhật viên biết được tín hiệu. Dạ con kính kính bạch đại đức Tịnh Đạt. Dạ theo con thấy chắc có lẽ là sư vào không không được nữa rồi, và đạo tràng chúng con thì cũng còn được ít thì giờ. Dạ con cũng thỉnh đại đức Tịnh Đạt có thể chia sẻ một chút xíu để kết thúc buổi học ngày hôm nay được không bạch sư? Dạ cho chúng con nghe được chút xíu đi. Dạ về giáo pháp ạ. À, con cung thỉnh sư. Dạ sư cho con một tín hiệu bạch sư. Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt ạ. À, sư hoan hỷ đi sư. Con nghe sư giảng con rất là hoan hỷ, nên tranh thủ bây giờ gom chúng con đang trống vắng, con cung thỉnh sư ạ. À, Nam Mô Bụt Tha. Dạ bạch sư, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. À, dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ chào quý vị có nghe được không? Dạ, trời, may mắn quá. Tại vì lúc nãy đang kết nối cái loa để mà nghe đó, thì hiện tại là nói trên cái mic của cái máy. Dạ, không biết có quý vị có nghe được hay không? Cũng tùy duyên thôi quý vị ơi. Hôm nay thì vậy, hôm sau thì khác. Tuy như là Phật Pháp thì mình học lâu dài. Hôm nay thì có ngồi nghe đại đức Pháp Tính chia sẻ về cái môn vi diệu pháp đó. Dạ thì thưa quý vị, là cái môn vi diệu pháp là cái môn rất là phải, nó có duyên, phải đủ duyên mới mình mới tiếp xúc và mình học hỏi được. Vì vì thực sự là cái môn này Đức Phật ngày ưu ái cho những người vị chư thiên. Dạ rồi sau đó là khi mà mình ở nhân loại mà được tiếp xúc và lưu truyền về tới bên nay đó, tới bây giờ đó, thì phải nói là một cái duyên rất là lớn.
cái duyên là mình gặp giáo pháp đã lớn rồi, mà cái duyên mà học vi diệu pháp nó càng lớn hơn nữa. Mà bây thật sự là bây giờ mà tìm được một cái vị chịu đầu tư nghiên cứu về vi diệu pháp nó khó lắm quý vị. Dạ. Tại môn khô khan và cần thầy hướng dẫn rất là nhiều. Hiện tại Việt Nam mình thì có những cái đầu sách để mà học vi diệu pháp. Dạ. Nhưng mà cũng rất là hạn chế. Ngài Tịnh Sự ngày xưa thì ngài được cái hữu duyên là ngài học tại đất nước Thái Lan, là đất nước rất là dồi dào và phát triển, nhất là về bộ môn vi diệu pháp. Cho nên ngài đã mang về cái ánh sáng Phật pháp. Hôm nay chúng ta thì suy nghĩ học môn vi diệu pháp này không phải một ngày một buổi, dạ, cũng không phải là mình học một khóa một kỳ, mà chúng ta hãy giữ cái ý nghĩ là mình học học thường xuyên, học trường kỳ. Và một cái điều quan trọng nữa khi học vi diệu pháp đó là làm sao mà chúng ta thấy được cái pháp đó nằm trong trong cái đời sống của mình á. Chứ học vi diệu pháp nó vi diệu quá, chúng ta không thấy được thì cũng khó. Pháp vi diệu mà sao trong đời sống lại không thấy thì nó cũng kẹt. Cho nên khi mà các vị giảng sư có cái sự trình bày về cái môn vi diệu pháp đó, thì chúng ta cố gắng làm sao đặt những câu hỏi để đưa ra kết cái đời sống thường ngày đó quý vị, hay là gọi là vi diệu pháp thực dụng đó, thì làm sao mà chúng ta học được như vậy á, thì cái môn vi diệu pháp chúng ta sẽ thấy nó gần gũi, nó không có cao siêu giống như để dành cho các vị chư thiên. Thôi thì ít lời, thì với lại quý vị trong diễn đàn á, thì có vị cái dịp nào thì có thể chia sẻ nhiều hơn. Hiện nay thì thực sự ra thì cái thời gian mình cũng không còn nhiều, mà để Đức Pháp tính lại mạng thì lận đận lâu đau. Mình có tâm học nhưng mà đôi khi cái điều kiện nó lại hạn chế mình. Thôi thì tùy tùy duyên để chúng ta có cái học hỏi lần sau. Dạ. Xin mời các vị ở trong room mình có cái sẵn còn có thời gian chút ít nè, các vị có muốn chia sẻ gì thêm trong cái sinh hoạt trong diễn đàn, hay là có cái ý kiến gì thêm trong cái giờ sinh hoạt, thì mời các vị ha. Dạ, sự chung ít. Kính chào các vị, chúc các vị được an vui. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt rất là nhiều. Sư chia sẻ cho chúng con cách học vi diệu pháp, con rất là tri ân sư, tâm mít tri ân sư, và con cũng kính thưa đạo tràng là đại đức Pháp Tính điện thoại cho con thì nói sư nhắm mắt sư giảng nên sư đâu có hay sư rất mít đâu. Dạ, cuối cùng sư mở mắt ra thì sư mới hay sư mất tiêu, rồi sư không có vào được nữa. Con nói là con có thỉnh đại đức Tịnh Đạt chia sẻ thì sư rất là hoan hỷ, nên con cũng xin nhắn lời hoan hỷ của đại đức Pháp Tính với đại đức Tịnh Đạt. Dạ, rất là hoan hỷ. Và cái thứ hai nữa đó bạch sư. Dạ, cái thứ hai nữa đó là con kính với bạch với sư là giờ bên Mỹ đổi rồi đó sư, nên nó là đến ngày thứ sáu sư giảng, sư tranh thủ sư rút bài giảng xong mà còn được, tức là 7:55 thì sư kết thúc bài học, tại chúng con cũng còn có bổn phận ở bên lớp học của Thoát Thâm Má. Tại vì giờ mùa đông thì 8:30 bên lớp học của Thoát Thâm Má mới bắt đầu sinh hoạt. Đầu giờ thì có những cái khác, nhưng mà 8:30 thì quý sư mới bắt đầu cầm mic. Nên
con còn được thông thả. Dạ, nhưng mà bây giờ đổi giờ rồi đó bà sư, thì bên đó là 8 giờ là sinh hoạt rồi, mà ngài Tỳ Siêu 8 giờ là ngài đã lên để mà dẫn nhập rồi, nên là con bạch với sư như vậy để sư biết được. Chứ thời gian của sư thì con rất là hoan hỷ, con muốn ngồi nghe cho hết, nhưng mà có lúc thì con phải chạy mất tiêu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, mời Cẩm Vân nghe. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tất Tính, Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa minh hành chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Tất cả phương báo ơn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự tánh lợi thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt cũng chư Tôn Đức đã vào gum chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Gia đi quá ta sanh ti vi ha ra qua si ni thu pe ga re bồ đi ca rên ta hình ta tham ma đa đề na pa hoàn tu chi ta so thiện ca ron tệ tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sappana puta sukita pawan tu te Chana muje pi chanda sampawa Samseda cha ta a pa pa ti ka